Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang đến với chương trình tổng hợp trước vòng 12 nay Group V-League 1 2023-2024. Sau đây sẽ là những nội dung tiêu điểm. Rafelson sẵn sàng công phá thành Vinh. Thách thức lớn cho đội bóng phố núi. Không khoan nhượng tại derby miền Đông Nam Bộ. Công an Hà Nội hướng đến trận thắng thứ tư liên tiếp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Đang trong phong độ cực cao, đặc biệt là sau chiến thắng ngoạn mục trước Hà Nội, Thép Xanh Nam Định tràn đầy tự tin trong chuyến làm khách đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Ở đó, Rafelson sẵn sàng ghi thêm bàn thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới. Với sự bổ sung trung vệ Lucas Alves, người từng là thủ quân câu lạc bộ Dinamo Bucharest, đội bóng từng 18 lần vô địch Romania, đồng thời thường xuyên thi đấu ở đấu trường UEFA Champions League, có thể xem Thép Xanh Nam Định đang sở hữu trong tay dàn ngoại bình chất lượng bậc nhất tại V-League. Trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng trước, ba bàn thắng mà đội bóng Thành Nam ghi được vào lưới của đội bóng thủ đô đều in đậm dấu ấn của các ngoại bình. Bản thân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận sự xuất sắc của dàn cầu thủ này. Tôi cho là ngoại bình của Nam Định cũng là một trong những ngoại bình tốt nhất của dàn. Muốn tấn công thì phải có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất là tốt, tư duy tốt thì mới phục vụ được cái lối chơi như vậy. Do vậy là chúng tôi khi mà đưa ra cái chiến lý như vậy thì chúng tôi sẽ tìm những cầu thủ có thiên hướng là kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy tốt để phục vụ cho cái lối chơi như vậy. Thép Xanh Nam Định cũng đang sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới mùa giải năm nay là Rafelson. Tiền đạo người Brazil đã có 13 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 11 trận đá đấu. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn đa dạng của Rafelson đang giúp cho Thép Xanh Nam Định vững chắc ở ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng V-League. Nếu như Rafelson là cây săn bàn số 1 của Thép Xanh Nam Định, thì Henrio Araujo là phù thủy trong lối chơi. Kỹ thuật, khả năng sáng tạo và những tình huống đá phạt của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trữ danh La Masia là vũ khí vô cùng nguy hiểm của đội bóng Thành Nam. Anh cũng đã có 5 bàn thắng, 4 đường kiến tạo và đang góp mặt trong top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V-League. Về tân binh Lucas Alves, sự xuất hiện của cầu thủ cao 1m90 này đã gia tăng rất nhiều sức mạnh phòng ngự cho đội bóng chủ sân Thiên Trường. Theo đuổi lối chơi tấn công, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cần một cái tên đủ uy tín để lãnh đạo hàng phòng ngự, ngăn chặn những tình huống phản công của đối thủ. Qua màn ra mắt vừa qua trên sân Thiên Trường, Lucas cho thấy kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng chuyển đổi trạng thái ấn tượng, cản phá bóng bổng cũng rất tốt. Trái ngược với đội bóng Thành Nam, Sông Lam Nghệ An lại đang sở hữu hàng loạt các cầu thủ trẻ trong đội hình. Chủ trương của lãnh đạo đội trong thời gian tới là sẽ tiếp tục bổ sung các cầu thủ trẻ tuyến dưới lên đội 1, tạo cơ hội để họ được cọ sát tại giải đấu bóng đá cấp độ cao nhất Việt Nam. Mặc dù đội hình không có nhiều cái tên thành danh, tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An cũng được đánh giá là không dễ đánh bại. Đây là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Đây, tôi nói rất là thật vì chúng tôi cũng đã phân tích Nghệ An từ những vòng trước rồi. Họ có một tập thể trẻ trung mà khi mà tôi xem họ chơi với Bình Định ấy, là gần như là các cầu thủ Bình Định không có đất để mà triển khai bóng. Vì họ có sức trẻ, họ nhiệt, họ thi đấu áp sát rất là nhanh. Do vậy là đây cũng là một đối thủ khó chơi. Tôi cho là đấy cũng là một cái khó khăn của chúng tôi khi mà thi đấu ở sân Vinh. Dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An chủ trương chơi phòng ngự chắc chắn. Và trước một hàng tấn công vô cùng chất lượng của Thép Xanh Nam Định, trận đấu tới đây trên sân Vinh sẽ là bài thuốc thử hạng nặng cho các trung vệ trẻ tuổi của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Phan Bá Quyền đã làm rất tốt trong trận đấu gặp Maryland Quy Nhơn Bình Định, được kỳ vọng một lần nữa sẽ tỏa sáng để khóa chặt các ngòi nổ nguy hiểm bên phía Thép Xanh Nam Định. Quý khán giả có thể theo dõi trận đấu của hai đội
vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 3 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự chưa giúp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai cải thiện nhiều trong lối chơi. Vòng 12, đội bóng phố núi sẽ gặp một trong những câu lạc bộ ổn định nhất hai mùa qua, đó là Đông Á Thanh Hóa. Có lẽ sẽ rất khó khăn để LP Bank Hoàng Anh Gia Lai làm nên chuyện lớn tại xứ Thành. Thất bại trước Công an Hà Nội ở lượt trận vừa qua không phải là thảm họa đối với Đông Á Thanh Hóa, bởi so sánh tương quan lực lượng, nhà đương kim vô địch mạnh hơn lại được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thành cũng phải chịu tổn thất khi tiền đạo chủ lực Romario Gordon sẽ phải nhận án treo giò do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Vắng chân sút đã ghi 8 bàn thắng kể từ đầu mùa giải sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh hàng công của đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. So về phong độ, Đông Á Thanh Hóa đang thể hiện hình ảnh ấn tượng hơn hẳn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Vị trí thứ 4 với 21 điểm là chỉ số ấn tượng của đội bóng xứ Thành. Trong khi đó, dù đã thay tướng nhưng kể từ khi ông Vũ Tiến Thành lên cầm quân, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể đổi vận, vẫn tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Sau 3 trận dưới thời huấn luyện viên mới, đội bóng phố núi chỉ có 2 điểm và đặc biệt không ghi nổi một bàn thắng. Một nét tích cực của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai là hàng phòng ngự đã được tổ chức chặt chẽ hơn. Trong 3 trận đấu vừa qua, đội chỉ để thủng lưới một bàn. Nếu trong thời gian tới, các tân binh trên hàng công đáp ứng được kỳ vọng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, mọi chuyện có thể khởi sắc hơn. 3 trận đấu là chúng tôi có cơ hội lớn, có nghĩa là chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi cải thiện về cách chơi, nhiệt máu lửa hơn, rồi thể lực cũng tốt hơn. Thế là những lúc cuối thì chúng tôi vẫn kiểm soát. Bây giờ nó còn tới 15 trận nữa, chưa biết được. Bây giờ cái đội mà đứng phía trên cũng chưa chắc là đã trụ hạng. Đó thì chúng tôi kiên trì và chúng tôi là một đội bóng có tổ chức tốt. Mà đặc biệt là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là những cầu thủ trẻ, là lứa năng khiếu của 2, 3, 4 thì chúng ta thấy là hầu hết các cầu thủ trẻ ngoài Minh Vương, rồi Châu Ngọc Quang thì tất cả còn lại như là Bảo Toàn, rồi Thanh Nhân, rồi Thanh Sơn, rồi Quốc Việt, những cầu thủ trẻ không à. Nên chúng tôi không có lo. Mọi người đang rất, những người yêu mến Hoàng Anh Gia Lai lo thì đúng là phải rất lo vì đang lúc nào cũng đang cuối. Thì cái kinh nghiệm làm những đội bóng khó khăn thì tôi đã từng trải qua làm Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay như ở Sài Gòn FC mùa 2020 cũng khi tôi nhận đội bóng thì tôi cũng rất là lo. Nhưng mà nếu mà bạn tổ chức tốt, kiên trì và có lối chơi rõ ràng thì Hoàng Anh Gia Lai thì chúng tôi cải thiện được thể lực và thứ hai chúng tôi không phá lối chơi như các bạn thấy, vẫn đá banh bật. Nhưng mà cái kinh nghiệm những cầu thủ ít được đá mùa những mùa giải trước và kinh nghiệm mùa này thì tôi nghĩ rằng là chắc phải 3 đến 4 vòng nữa khi các cầu thủ trải nghiệm và có kinh nghiệm nữa thì họ sẽ tiến bộ rất là nhiều. Mỗi đội đều mất đi một quân bài chủ lực trong cuộc đối đầu này. Tuấn Anh vắng mặt sẽ khiến tuyến giữa của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai thiếu người làm bóng, trong khi Đông Á Thanh Hóa sẽ phải tìm giải pháp tấn công khác thay vì dồn bóng cho Romario. Nhìn tổng thể, Đông Á Thanh Hóa được đánh giá cao hơn hẳn so với đội khách trong cuộc đối đầu này và nếu chơi đúng sức, 3 điểm trọn vẹn sẽ ở lại với sân Thanh Hóa. Network V-League 1 2023-2024 khởi tranh từ 20 tháng 10. Khát vọng tuổi trẻ được chắp cánh ở một sân chơi truyền thống giàu tính cạnh tranh. Lần đầu tiên, trái bóng của giải U19 quốc gia được lăn trên các sân cỏ của tỉnh Bình Dương. 12 đội bóng cho một mục tiêu vô địch. Vòng chung kết U19 quốc gia 2024 từ 21 tháng 2 đến 5 tháng 3 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Hai
hai đội bóng hàng xóm, hai đại diện miền Đông Nam Bộ và cả hai đều có chiến thắng ở vòng 11 vừa qua. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức gặp lại cộng sự cũ Phùng Thanh Phương, không có cách biệt về điều kiện địa lý và thời tiết. Thực lực là yếu tố then chốt để phân định kết quả chung cuộc. Dù là đội khách nhưng BKMX Bình Dương được đánh giá cao hơn chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương đều giành được 3 điểm quan trọng. Đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương bất ngờ hạ gục Maryland Quy Nhơn Bình Định trên sân Thống Nhất. Còn thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tân binh Ashiman Shans. Thật sự là ngày hôm nay thì tôi nghĩ là hai tân binh này với tôi cảm thấy cũng tương đối hài lòng. Tại vì họ mới quay trở lại, mới vừa ký hợp đồng sau họ chơi. Thì tôi nghĩ như vậy là họ cũng đã tốt lắm rồi. Họ cũng sớm hòa nhập. Tôi mong là sắp tới họ có thể lực tốt hơn và sớm hòa nhập với đồng đội để kết hợp chơi kết dính nhau hơn. Trận đấu trên sân Thống Nhất sắp tới là dịp để huấn luyện viên Phùng Thanh Phương và Lê Huỳnh Đức tái ngộ. Họ từng làm việc cùng nhau tại Sài Gòn FC khi Huỳnh Đức đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật, còn Thanh Phương là huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, việc hợp tác không mang lại kết quả như ý và Sài Gòn FC bị giải thể. Trận đấu sắp tới cũng là ngày tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Wander Luiz đối đầu đội bóng cũ BKMX Bình Dương. Mùa giải 2019, Chân Sút người Brazil thi đấu 22 trận cho đội bóng đất thủ và ghi được 6 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu tại Indonesia, Thái Lan rồi trở lại Việt Nam trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Wander Luiz cũng chính là người ghi bàn thắng quyết định cho chiến hạm đỏ trong chiến thắng trước Maryland Quy Nhơn Bình Định. Dù được chơi trên sân nhà, song câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phần nào bị đánh giá thấp hơn bởi họ thiếu vắng tiền đạo chế Timite, người đã thi đấu rất hiệu quả từ đầu mùa trước khi phải nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Hà Nội. Trong khi đó, câu lạc bộ BKMX Bình Dương vẫn có thành tích ổn định dẫu không có Quế Ngọc Hải. Và để khắc phục lại những cái điểm yếu thì chúng tôi thực sự là phải phân tích cho kỹ và phải phân công cụ thể. Và hai đội Bình Định và Bình Dương, tôi nghĩ đó là hai cách đá của hai đội khác nhau. Tôi nghĩ là trận đấu với Bình Dương sắp tới về hàng thủ chúng tôi sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn là đội Bình Định trong các tình huống. Nếu giành 3 điểm, đội bóng đất thủ có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng của Thép Xanh Nam Định. Trong khi đó, chiến thắng sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiến một bước dài tới mục tiêu giành một vị trí an toàn từ sớm. Với việc đã quá hiểu nhau, trận đấu này nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ, song một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định tới kết cục cả trận. Cổ động viên của Công an Hà Nội đang cảm thấy ngất ngây trong men say chiến thắng. 3 trận đấu đã qua, đội giành 9 điểm trọn vẹn. Đó cũng là chuỗi 3 trận đầu tiên Công an Hà Nội được vận hành dưới bàn tay của huấn luyện viên Kiatisak. Gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chứng lại về phong độ, sẽ chẳng ngạc nhiên khi đội bóng thủ đô lại một lần nữa lấy trọn 3 điểm. Công an Hà Nội đang hoàn toàn lột xác dưới thời huấn luyện viên Kiatisak. Họ đá đầu thắng đó, quan trọng hơn là thể hiện những màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Lúc này, đội bóng ngành công an tiệm cận với ngôi đầu bảng khi chỉ kém Thép Xanh Nam Định 4 điểm. Mục tiêu của ban lãnh đạo Công an Hà Nội khi mời về Zico Thái không gì khác ngoài mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch. Và nhà cầm quân người Thái Lan đang ngay lập tức thể hiện tài năng của mình khi được dẫn dắt đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh hay Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ đã cải thiện được nền tảng thể lực và lúc này tôi đang muốn phát triển về mặt chiến thuật cho Công an Hà Nội. Đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng và tôi không gặp nhiều khó khăn để truyền đạt được hết ý đồ cũng như phong cách chơi của mình cho các cậu ấy. Tôi tin sắp tới, Công an Hà Nội sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hành quân tới thủ đô sau chuyến làm khách thất bại tới sân Bình Dương. Những ngày trăng mật với chuỗi 3 trận toàn thắng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã khép lại. Tuy nhiên, đội bóng núi Hồng cũng không cần quá thất vọng bởi rõ ràng BKMX Bình Dương trên sân nhà là đối thủ rất khó có thể đánh bại. Quan trọng hơn, lúc này tập thể Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lấy lại sự tự tin và đoàn kết, thứ sức mạnh đã làm nên thương hiệu của đội bóng suốt những mùa giải qua. Cái giai đoạn 1 đang đến những cái vòng đấu cuối cùng và cái chặng đường cho nó còn dài và chúng tôi đang có những cái chuỗi trận khá tốt. Tôi vẫn rất là khá bình tĩnh trước cái vị trí hiện tại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tôi tin là các cầu thủ của chúng tôi ở cái chặng tiếp theo họ sẽ cải thiện tốt hơn nữa cái thành tích của đội. Tôi tin vào điều đó. Phải chạm trán đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, chắc chắn mục tiêu hàng đầu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
sẽ là có được ít nhất một điểm. Bởi vậy, việc mở khóa chiếc xe buýt 2 tầng của đội bóng núi Hồng sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Kiên Tị Sắc. Tuy nhiên, với phong độ đang thăng hoa hiện tại của Quang Hải và các đồng đội, không có gì là không thể. Đều là những ứng cử viên cạnh tranh trước vô địch khi mùa giải bắt đầu khởi tranh. Tuy nhiên giờ đây, cả thế công Viettel và Hải Phòng đều lâm vào cảnh bi kịch. Hai đội buộc phải tích lũy điểm số hòng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đây là trận cầu không khoan nhượng và ngang tài ngang sức. Những người hâm mộ lạc quan nhất của câu lạc bộ thể công Viettel chắc cũng chả nghĩ đến việc có ngày đội bóng con cưng phải đua trụ hạng như thời điểm hiện tại. 6 trận liên tiếp không thắng tại sân chơi V-League, trong đó có tới 5 thất bại, là nguyên nhân khiến đội bóng quân đội rơi tự do trên bảng xếp hạng. Khởi đầu mùa giải với tâm thế đùa vô địch, nhưng sau 11 vòng đấu, thể công Viettel hiện đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, hơn đúng 2 điểm so với đội cuối bảng LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Đức Thắng đã được mời về để vực dậy đội bóng, nhưng rốt cuộc sau 3 trận, tình hình không khả quan hơn là bao khi đội bóng thua 2, hòa 1 dưới thời huấn luyện viên này. Đến chính bản thân vị chiến lược gia sinh năm 1976 cũng phải thừa nhận mục tiêu của đội hiện tại là đua trụ hạng sau thất bại trước Quảng Nam ở vòng 11. Chắc chắn rồi, đối với chúng tôi bây giờ là tất cả các trận đấu đều là trận chung kết. Và chúng tôi đang cố gắng giành giật từng điểm một. Và tôi nghĩ là với những cái việc đầu tiên chúng tôi phải xác định chúng tôi phải kiếm từng điểm một. Và đó là những cái nhiệm vụ của chúng tôi phải làm. Tôi trông chờ vào việc các cầu thủ hiện tại đang ở đội bóng, kể cả cầu thủ ngoại, những cầu thủ nội, thì họ nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mà có được cái thành tích tốt trước khi cái thị trường chuyển nhượng trở lại. Nhưng đầu tiên các cầu thủ nội gần phải nỗ lực hơn nữa và biết vượt qua những nỗi buồn, vượt qua cái áp lực để mà đội bóng, giúp đội bóng có thể cải thiện được cái thành tích. Phong độ kém cỏi của thể công Viettel đến từ sự sa sút của các ngoại bình. Nhận thấy vấn đề, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định lên phương án để thay thế tất cả các ngoại bình đang có bằng những cầu thủ mới. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong mỏi chờ đợi Hoàng Đức tìm lại phong độ đỉnh cao. Dù mới nhận danh hiệu quả bóng vàng, nhưng cầu thủ mang áo số 28 vẫn chưa thể hiện được nhiều trong những trận đấu vừa qua. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao so với đội khách khi không thể thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có tới 4 thất bại. Phong độ của đội chủ sân Lạch Tray là tương đồng so với thể công Viettel. Hải Phòng chỉ nhỉnh hơn một chút khi các chân sút vẫn thay nhau nổ súng, còn đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng mới chỉ có một lần làm tung lưới đối phương sau 6 trận gần nhất ở sân chơi V-League. Chuỗi trận thất vọng này cũng được xem là thành tích tệ nhất của đội bóng đất cảng kể từ khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lên nắm quyền vào năm 2022. 3 điểm chắc chắn sẽ là mục tiêu của cả hai đội bóng nhằm chấm dứt chuỗi trận tệ hại, nhưng chỉ có một đội được hưởng niềm vui. Còn huấn luyện viên Đức Thắng có lẽ cũng nhìn thấy tương lai của mình, nếu không thể thắng Hải Phòng thì ngày ông chia tay đội bóng sẽ chẳng còn xa. Vào ngày 28 tháng 2, thông tin từ câu lạc bộ Quảng Nam cho biết, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được phép trở lại tập luyện cùng đội 1. Đình Bắc dính án phạt kỷ luật nội bộ vì tập trung muộn với lý do lỡ chuyến bay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Cầu thủ sinh năm 2004 cũng đã có buổi họp riêng cùng ban huấn luyện đội bóng xứ Quảng. Huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn cho biết, ông cảm nhận được sự hối lỗi, cầu thị từ Nguyễn Đình Bắc và chấp nhận cho cậu học trò trở lại đội. Tuy nhiên, thời gian thử thách cho Đình Bắc vẫn còn và điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ mang áo số 7 cần nỗ lực hơn nữa, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn ở vấn đề kỷ luật trong sinh hoạt. Quảng Nam vừa có thắng lợi quan trọng trước câu lạc bộ thể công Viettel, qua đó ngăn mạch 3 trận không thắng, đồng thời vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 12, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn và các học trò tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân để đối đầu với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bên kia chiến tuyến, sau chiến thắng thuyết phục trước đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định ở vòng 10, đội bóng đất võ lại mất cơ hội trở lại top 3 sau khi trắng tay ở vòng 11 trước thành phố Hồ Chí Minh. Hai trận thua gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đều đến trên sân khách và trước các đối thủ được đánh giá dưới cờ. Fernandez cũng có màn ra mắt dưới mức trung bình. Cựu tiền đạo của Benfica tỏ ra vô hại trước khung thành đối phương khi không có nổi cú sút nào và có các pha xử lý bóng khá vụng về. Với màn trình diễn này, Juan Mario Nunes Fernandez chưa cho thấy khả năng thay thế chân sút Alan Graffite, người đã có 6 pha lập công cho đội bóng đất võ ở mùa giải V-League 2023-2024. Bên cạnh đó, chất lượng cầu thủ ở đội hình chính có trình độ tương đối chênh lệch so với cầu thủ sắm vai dự bị.
Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc xoay tua đội hình trong bối cảnh mật độ thi đấu khá dày, từ 3 đến 4 ngày một trận. Tin vui cho đội là thủ môn Đặng Văn Lâm đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại bắt chính. Thành tích đối đầu trong lịch sử cho thấy đây sẽ là thử thách đầy khó khăn với Quảng Nam khi lần gần nhất họ đánh bại đội bóng đất võ đã cách đây tới 13 năm. Nhưng lúc này, Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đang có phong độ không tốt ở sân khách với hai thất bại liên tiếp. 3 điểm sẽ giúp cho hai đội tiếp tục bám đuổi các vị trí trong top đầu. Quan trọng hơn nữa là tìm lại sự ổn định về phong độ trước khi bước vào giai đoạn lượt về của mùa giải. Câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang trong quá trình tìm lại sự ổn định. Thắng lợi 3-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 10 giúp đội bóng thủ đô ngăn mạch 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tay gang. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa cùng các học trò đã trải qua hơn 90 phút kịch tính tại sân vận động Thiên Trường, nơi mà họ đánh rơi chiến thắng bởi sự thiếu tập trung trong những phút đá bù của hiệp 2. Thất bại 2-3 trước Thép Xanh Nam Định một lần nữa cho thấy phong độ kém thuyết phục của câu lạc bộ Hà Nội trong những chuyến hành quân xa nhà ở mùa này. Tính riêng ở V-League 2023-2024, Văn Quyết và các đồng đội thắng 2, thua 3 trong 5 chuyến làm khách đã qua. Đáng quan ngại ở chỗ, 3 thất bại kế trên xuất hiện ở 3 lần làm khách gần nhất. Trước mắt của nhà cựu vô địch là chuyến đi tới thành phố biển Nha Trang để đối đầu với câu lạc bộ Khánh Hòa. Đến thời điểm này, nhiều ứng cử viên trong cuộc đua trụ hạng tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng để tăng cường nhân sự. Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn đang khá yên ắng trong việc thay đổi về mặt con người. Đội bóng phố biển chỉ mới bổ sung người cũ là Nguyễn Hoàng Quốc Chí vừa cùng Bình Phước tham dự hạng nhất và tiền vệ Bùi Đình Châu đến từ Sông Lam Nghệ An. Những cầu thủ ngoại của Khánh Hòa cũng đang có màn thể hiện mờ nhạt. Guresi và Leaza không gây nổi áp lực cho khung thành của đối phương. Leaza có 2 bàn thắng và đều trong chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong khi đó, Guresi vẫn đang tịt ngòi. Sự yếu kém của hai chân sút ngoại bình trong khi các nội bình không biết ghi bàn khiến cho Khánh Hòa chỉ có 6 bàn thắng sau 11 trận. Việc phải đối mặt với một câu lạc bộ Hà Nội đang muốn giải hạn trên sân khách sẽ là bài toán cực khó mà ông Trần Trọng Bình phải tìm ra lời giải. Khánh Hòa hiện tại vẫn đang đứng thứ 13 với một điểm nhiều hơn Hoàng Anh Gia Lai, vị trí cho đội đá playoff cuối mùa. 3 điểm là mục tiêu tiên quyết với cả Khánh Hòa và Hà Nội vào lúc này, không chỉ là cú hích về tinh thần mà còn giúp cho mỗi đội không bị bỏ lại quá xa trong cuộc chiến ở đỉnh và đáy bảng xếp hạng. Sau đây là lịch trực tiếp tất cả các trận đấu trên FPT Play. Quý vị có thể xem trên mọi thiết bị phổ biến, từ TV đến máy tính và điện thoại thông minh. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại! Nam Quốc V-League 1 2023-2024 khởi tranh từ 20 tháng 10. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.